Chào mừng anh em đến với Bar We Shot dân quê Mebiya. Năm mới sắp đến, chúc mọi người sức khỏe, an khang, giàu sang, sung túc, gia đình luôn hạnh phúc. Vẫn là Quang và anh Thắng bán dầu đây. Do có sơ xuất về bản quyền nên Quang cắt bỏ một đoạn đầu nhé anh em. Mời anh em theo dõi trận đấu nha. Nhi vậy nó dòm anh Thắng với ánh mắt chiều mến. Nó dòm mới thua á. Anh Thắng kêu Nhi ơi tính tiền giờ. Trời quýnh dai mắt sao trúng vậy trời. Tài sáng quýnh giỡn với anh Hồ Quang ơi, lâu quá anh em không gặp cãi anh gì thôi. Trời. Gồm. Năm. Hay vậy? Trời trời trời, canh từng cm đó. Trời, đi canh chạy ra đứng đó đợi nhỏ đá luôn trời. Sao? Nhìn đi chạy đảo anh, không đứng không được đây. Mạnh trúng luôn à. Tính tới đường này luôn là gì vậy? Có 11. Lật lật thì cái gì vậy? Thì tao quýnh tao tính đường đó chứ gì đâu mà thiếu chạy thôi. À, chúng ta xuống khá nhẹ nhẹ lật lật thì cái kỹ kỹ đâu kỹ đâu. Hai điểm 12. Quá thế. Bốn. Mà chiều nay cũng không có thả rồi đó ha. À, được. Năm. Đó, sáng tôi uống trà đào tôi tính tiền rồi chiều nay anh trà đào anh phải tính tiền chứ. Chưa tính nữa hả? Sao? Sáng bao nhiêu vậy? 33.000. Tôi hơi gô tiếng Anh mà. Vậy. Vậy là đợt này hút thuốc bổ phổi luôn nè. Chín. Không ra đá. Rồi. Đó. Chiều nay đối thủ quýnh có cái màu nó được vịnh dựa dữ vậy. Anh em tiện tay thì giúp đỡ cho Quang một like, mời anh em cùng giao lưu chém gió bằng cách để lại bình luận, Quang sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Do kênh mình cũng mới thành lập nên sẽ có nhiều thiếu sót nên Quang rất mong nhận được sự góp ý của các anh em để cho kênh ngày càng phát triển và hoàn thiện. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em. Ai em nghe.
này. Đồ. Trời cái gì luôn. Hai mười bốn. Ba. Trời ơi trời. Quá tệ. Bê vô trời. Bê gì đâu mà bê gì dữ vậy. 24. Ông đá. Ông đá hay luôn đừng á. Rồi tay cô Lê đi, giỏi tay cô Lê đi. Nè, hụt chạy chết luôn nè. Quá quên tôi hỏi đổ ngoài hộp cái này luôn đó. Khó chịu quá. Quýnh nhiệt tình đi. Ai đâu. Bên này có Năm. Vậy đây cũng được. Ta giờ sao dắt tôi cắm về vàng về. Ôi, chú Văn. Eo. Thắng nó gì đó không thắng. Mai được cúp B vậy chung cái đi cái tay à, mới đi cho mự đã trả cho bảy rồi trời nó rồi. Gì rồi? Để dập rồi hắn quýnh về lắm nhưng mà cái này cho giờ mới thiếu chờ chú Băng nè cái tội chú Băng với thắng nè tội chú Băng nè 8 điểm 22 chơi đã dở thiệt trời yếu quá cái tội chú Văn nè cái tội chú Văn với thắng bị nè đánh hụt luôn. Là chỉ lắm lợt bi cho nó chuột chuột đó quýnh đâu mà để tính tiền hoài đâu được quá wow. Trời ơi, tám thằng ơi à. Xém thiếu. À, cho giờ nói quá. Anh luôn.
chơi thì ngay này ngay đường còn gì nữa. Bắt kịch bắt ông nội ơi. Nói gì quá. Tới rồi, tới rồi, tới rồi, tới rồi. Nói gì đâu không cái. Má cái nhẹ nhàng với ta. Nói gì đâu không mà. Sát cho Mỹ đấm luôn hả chi? Nổ rồi. Nổ chi cho hụt đi. Mấy cái hắn mấy sở trường nổ cu lê, nổ cu lê là hắn sở trường hắn mà. Chắc yêu hương đi. Chắc gì vậy? Khó chịu quá vậy. Rồi. Đấy, mầm luôn. Như vậy. Phải. Chưa. Chín. Nhớ nào quá. Gán 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 hả, bữa nãy giờ biết lâu mới được có 10 điểm mà. Chép rồi. Hoài nghĩ à. Vậy. Trời trời. Cái đó quýnh băng. Gì quýnh mấy băng trời. Gán là được. Và có cái dậu bố kê mà. Mười bốn nữa đi quan. Mười lăm nóng rồi đó, nóng rồi đó, nóng nữa rồi đó anh em. Trời ơi trời dở trời. Đá trúng luôn. 15 nữa 37. Mà nó nóng tụi. Bây giờ đó giật kêu bọn mà giật thiếu luôn ha, là giật cho đủ luôn nó móc dậu dứ rồi giật gì lê lê nương nhẹ cái nó hơi ra cu lê là cái hột kìa. Tối luôn anh em ơi. Không. Nói cho ta mừng vậy đó. Trời trời, nay vụ nữa. Cái nay vụ nữa. Rồi dậu luôn rồi. Ui 27 37 nhầm gì trời. 37 37. Lấy cái này ta show cho phơi nghịch. Trời ơi trời. Nè chưa chúng ăn hụt tẩu nè, thấy không? Thấy ghê không? Ghê chưa chúng ăn hụt tẩu không? Anh để có đường nào khác để quýnh nữa hả? Tại vì anh để có đường nào khác để quýnh đâu. Rồi dậu rồi. Phải để cho người ta có chọn lựa đồ hai ba đường. Để có một đường một cu lê vậy đó. Nè nè vô dậu đi ra luôn chứ gì đâu cười. Cái này dễ gì tay trường của hắn cu lê rồi. Một chút xíu nữa vậy. Khó gì vậy? Khó gì? Cái này mà có khó khó hụt quá. À, đó mày hụt á. Cái này giờ đầu cơ nó tẹt. Vài ta 1 điểm 38. Rồi hai mấy triệu cũng vậy đó hả? Cái đầu cơ có 25.000 à. Rồi luôn rồi. Chờ hai mấy triệu không biết tiền gì. Chứ đầu cơ có hai mấy ngàn à. Trời ơi. Thủ đô nhà hay dữ đó. Bị nó quýnh sao mà biết nó chạy vậy luôn.
Quýnh gia mình phải gài thế như điểm 38. Trời ơi, chưa theo nữa, trời ơi. Tháng này nó đang hừng đá nè, binh. Hừng gì trời ơi. Hừng gà đang hừng. Sùng lắm sùng, nãy giờ kéo dữ lắm kéo. Giả bộ khen cho nó thủ chủ quan đó. Đạp cho nó về đó chứ. 38. Rút kinh nghiệm của từ đối thủ, mình phải đánh dư chốt. Một. Ê, dữ vậy. Đánh nữa rồi, tới nữa rồi đó. Cuối năm này mới chết mà nó. Này cũng chưa có gì. À. Chút nữa. Chút nữa. Cú lê đi quán. Cú lê đi quán. 3 điểm. Quá dở. À, này ngay sở trường mà. 3 điểm. Bé thuê 4 bên. Rồi dư rồi. Đúng rồi anh ơi. Tôi biết ông có nó phê gì tôi biết mà. Trời ơi, 28 cho 38 vòng rồi. Điểm mù bên tay ghi qua gì mà. À chết thì nó hủ rồi. Hay quá. Đâu có đùa với quan hoài được quan. Cái đó hay quá. Rồi, tí nữa. Rồi vô sở trường tứ quan nữa. Rồi rồi. 30. Tôi nghe cái mùi khét nghẹt rồi đó. Ôi trời nó. Thấy đông luôn hết à. Chết mẹ chúng luôn rồi. À quýnh thòng qua thòng, thòng quá thòng nè. Một. Thòng hơi nhiều. Gắn thòng thêm tí nữa nha anh. Chỗ này kéo cái này về hụt đòn lên luôn nè. Nó thấy không? Gà bén nè. Thấy không? Tôi nói rồi mà. Trời ơi trời, quýnh vậy. Quýnh bồ. 1, 4, 2. Quýnh bồ hay gì mà. Đừng sợ thiếu dư nữa nha. Đừng có sợ dư nữa nha. Kéo hơi mạnh tay cái đầu nó cong luôn trời. Cái quan quýnh lãng lãng không ta? Lãng đâu đúng rồi, quýnh chạy theo cũng chết luôn, lãng lãng gì lãng lãng. Cho qua luôn gì không có cờ. Ai rồi, mạnh với anh. Dạ anh mạnh với anh đâu rồi, học rồi. Ôi trời, vô không sát cái dậu, vô sát cái dậu luôn. Sát cho luôn đi, sát cho luôn đi. Thôi. Mà biết đâu vô sát dậu đá. Cái này dính dày. Đó, đó. Đó, cái nữa đó, chết luôn á. Trời dính chạy đâu vòng vòng dính ra vò gà nữa. Ê, ê, ê. Đó, đó, đó. Bây giờ hai thằng nó chạy cũng méo 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 là gà. Hay quá. Bà. Đá luôn trời. Hở ra banh cái mặt luôn. Thôi. Hở ra. Bùm. Nó hở ra mới khó. Hở nữa chứ hở lớn thì bởi vậy nó hở hở ra nhiều mới khó. Hay quá rồi. Ừ. Năm. Quá hay. Thằng vui hổ thể. Cũng có hay cũng có dở chứ đâu phải hay hoài được. Ơi, trời ơi trời. Đá không trái ta trả đâu. Xui kìa. Xui xui. 35. Trả đâu ơi. Đó. Có trả cho nè. À.
Trời ơi, kéo kèo banh mặt luôn. Cái nhà ấy. Nhớ nhớ hả? Bà sao? Cái đấy. Đấy, trời bị vụ này hoài quê luôn nha. 9:51 sao kỳ vậy, vô kéo cái chặt ra. À đó. Bốn là bốn mười. À. Quá hết rồi. Mạnh lên, mạnh lên, lên được nhiêu lên. Lên không nổi rồi. Trúng luôn rồi. Năm.
ê ê ê ê kiếm mười băm luôn. Trời hay thiệt chứ. Trời ơi. Cái hổ phê đi vậy. 1 2. Ghê vậy. Mỏng có ăn được. Rồi. Hai bản thứ hai đây luôn nè, chơi luôn. Trời ơi. A đu. Nè la đi, la đi để quýt chặt. Bùng bùng. Nhớ nó lỡ dòm. Rồi. Quá mỏng. Trời ơi, trời mỏng theo luôn rồi trời. Cái mới nãy sao mình không chơi hai đường ta. Mình giết con gái rồi móc như này lên cái nữa. Dính nhẹ chứ cho nó tụt. Má quá bắn luôn rồi nè. Lố là gì trời. Thái thắng là gì giờ mẹ mẹ thắng hoài. À. Sáu mươi lăm. Khó mà hụt. Chắc cờ mà cũng trúng nữa hả? Bùm. Gì này ngắt dữ vậy? Năm. Trời ơi trời, trời ẩu quá trời. Đã bị cù lê mà xét trúng luôn trời. 49.
ơi, rồi tôi luôn. Dở luôn. Rồi. Đánh giá sai tình hình này. Chém lộn luôn rồi chứ gì nữa mà. Trời. Xem chết, xem chết. Trời ơi trời. Sao? Trời ơi trời, dở dở. Sao em? 7-11. Trời ơi, trận đấu đang rơi vào những phút cuối. Hay quá vậy, đúng đường này vô mới căng nè, nó phủ có đường đi quá chính xác. Gì trời. Gì vậy? Ghê quá vậy anh Thắng. Gì vô đá. Rồi banh luôn. Rồi bè 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 ghê vậy. 51. Giỡn với anh Thắng được nha anh em. Chết rồi. 1. Sao biết được cái đó gì anh trời. Má chúng mày mới chết. Wow. Quá mạnh nè. Rồi đá luôn. Ê, cản hành của lửa. Đưa. Hay gì vậy ta? Gán rồi được. 7. Tiền ơi. Chị trước nữa. Cái hồi cần nó công nó không công kìa. 7 nè, 7-8. Hồi kéo khơi khơi cái đậu đoạn. Tay chưa luyện được. Vô. Vô đâu? Vô đừng chết. Tên Nhi.
Trận đấu đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé.